Sự nghiệp của Jack. Hơn một năm oanh tạc giải thưởng trong nước và quốc tế, Jack bắt đầu được biết đến khi hoạt động trong nhóm nhạc G5G và phát hành bài hát Hồng Nhan. Chỉ trong năm 2020 và đầu năm 2021, anh đã nhận được các giải thưởng như Mai Vàng, Zing Music Award, video âm nhạc hay nhất tại giải ITA, nghệ sĩ Đông Nam Á xuất sắc nhất tại MTV. Sau khi tách ra solo riêng, Jack đã phát hành bài hát Là Một Thằng Con Trai kết hợp với nhà sản xuất âm nhạc Watford. MV ra mắt vào ngày 10 tháng 3 năm 2020 trên kênh YouTube của nam ca sĩ. Bài hát nhận được sự quan tâm của công chúng và đến hiện tại đã đạt 145 triệu view. Tối ngày 22 tháng 9 năm 2020, Jack chính thức ra mắt MV âm nhạc tiếp mang tên Hoa Hải Đường, được hòa âm phối khí bởi đội ngũ nhà sản xuất DTIP và đích thân Jack tham gia khâu Mix Master. Ngay khi được công chiếu, ca khúc đã mang về 220.000 lượt xem trực tuyến và đạt 1 triệu lượt xem trong 20 phút đầu phát hành trên YouTube. Hiện MV đạt 134 triệu view. Chiều ngày 6 tháng 10, 2020, MTV Việt Nam đã chính thức công bố nghệ sĩ sẽ đại diện Việt Nam để tranh giải tại MTV EMA và ITA 2020. Theo đó, Jack đã vượt qua loạt tên tuổi như Đức Phúc, Hoàng Thùy Linh, Hang Sara, Bin để trở thành người chiến thắng trong vòng bình chọn. Sau đó, sáng ngày 9 tháng 11 năm 2020, sau gần một tháng mở cổng bình chọn, MTV EMA đã gọi tên Jack là người chiến thắng hạng mục nghệ sĩ Đông Nam Á xuất sắc nhất khi vượt qua hàng loạt tên tuổi đến từ khu vực Đông Nam Á. Ngày 26 tháng 12 năm 2020, Jack chính thức ra mắt ca khúc Đom Đóm. Đây được xem là một trong các bài hát được mong đợi nhất, không chỉ riêng với người hâm mộ của Jack mà còn đối với những khán giả thường xuyên theo dõi V-pop. MV hiện tại đã đạt hơn 51 triệu view tại lễ trao giải Zing Music Award 2020. Diễn ra vào ngày 7 tháng 1 năm 2021, Jack giành chiến thắng hai giải thưởng là nam nghệ sĩ được yêu thích nhất và ca khúc Dance Electronic được yêu thích nhất với bài hát Hoa Hải Đường. Ngày 14 tháng 1 năm 2021, tại lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 26 năm 2020, Jack vinh dự nhận giải nam ca sĩ được yêu thích nhất sau khi vượt qua những tên tuổi đàn anh khác. Ngày 16 tháng 1 năm 2021, với ca khúc Hoa Hải Đường, Jack đã giành chiến thắng ở hạng mục video âm nhạc hay nhất tại giải truyền hình châu Á lần thứ 25, trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên nhận được giải thưởng danh giá này.